Em tấp vô em chú luôn. Để trao giải xe cho Hayden. Em gửi cho anh. Con tên gì anh Phong? Chưa tìm ra luôn. Xe cũ này, cho nên Vinh đã liên hệ với lại cái anh chủ xe đó, Vinh nói là nào rảnh Vinh qua đó Vinh quay xe được không, kiểu như mình tham khảo rồi mình dụ anh bán luôn vậy. Trước mắt là vậy. Còn về vấn đề là tại sao Vinh lại chuyển qua bên chơi thì tự nhiên nó thích vậy thôi à, rồi mơ luôn. Thì tự nhiên mình nhìn xong rồi mình thấy ưng cái bụng á, mà cái tính của mình á không có tiền nhưng mà ưng cái bụng cái gì là cũng phải cố gắng có cho bằng được hả bạn, cho nên vẫn đang đi tìm xe cũ, thì nếu xe ảnh bán thì có thể là mua sẵn luôn, thì mình chưa biết nữa, tùy vô cái tình huống thôi, tới đâu rồi tới. Giờ bên qua đó mình quay cho anh em coi ha, hôm bữa qua sơ mà lại mình cũng ngại, mình không có dám đụng lên cho xe người ta nhiều hoặc là quay xe người ta nhiều mà lỡ người ta không thích á, hoặc là có cái lý do nào đó, cho nên Vinh không có ấy nhiều. Hôm nay thì Vinh sẽ qua, Vinh xin quay anh danh chính ngôn thuận luôn. Wow, xin đàng hoàng. Hôm qua mình cũng tin rồi, mình tìm ra Facebook ảnh rồi, mua rồi. Mình tìm ra Facebook ảnh, mình nói đó, mình nói gì đó. Đây bị chó. Má không có mưa gì hết á, mặc áo mà lộ này trời ơi. Hôm nay thấy trời mát mát, mặc áo mà lộ nhưng mà mưa rồi. Rồi xong. Xin là xin vĩnh biệt cũ. Mới ra ăn trận mưa no luôn. Là nấp ta, ui, nấp đầy cả. Hôm nay mình chạy luôn được, nó không có lớn. Không lớn. Cái bên nấp chứ, cỡ này chơi luôn. Tập bực sinh chưa mà mình giận dữ người ta. Chạy mưa mọi người thông cảm nha.
Được rồi, em anh gọi anh Phong. Anh Phong đi rồi phải không? Hả? Anh Phong đi rồi. Đi bộ đúng không? Đi. Ok, không sao đâu bé, đứng anh đứng chú một xíu. Ảnh qua phải không? Nãy tới đây cái mưa lớn quá. Em tấp vô em chú luôn. Em đi nha. God, man. Đồ, có lỡ cho xe. Ủa, ông Phong đâu ta? Chắc trên lầu hả? Ủa, trên lầu chưa có hả? Ủa, giờ đi đâu ta? Dạ, dạ. Em tưởng ổng qua rồi chứ. Dạ 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 ok ok. Rồi. Để trao giải xe cho Hayden. Em gửi cho thằng Minh cái clip chạy. Chúc mừng Hayden nha. Nó ráng liền cái chiêu này đi. Em làm được nhưng mà té. Đó, chủ xe nè các bạn. Hello. Hôm qua mình nhắn tin mình xin ảnh rồi. Ô, oh, thank you anh, xíu nữa em chạy thử nha. Có làm lễ trao thì phá không? Nổ máy lên nãy. Nè, anh cho mượn nè, đó nắng. Mình phải nhắn tin vô vùng kính các bạn. Ờ, theo yêu cầu. Đó mấy bạn yêu cầu Vinh quay thì Vinh đã xin được chủ xe quay rồi đó. Vinh cũng xin anh Tiến quay rồi đó, giờ anh cho quay rồi nè. Đó, giờ mình mới dám quay các bạn. Để trao giải xe cho Hayden. Biển số 7 nút luôn. 70091 7 nút.
chợ Super Motas rồi. Đó, idol đang coi xe rồi. Đây này có gì hot nè, bô FMF cổ Titan. Mâm tên gì anh Phong? Chưa tìm ra luôn, bữa giờ tìm đâu ra. Đó, Nutty Food. Chứ cái này là bó tay không biết luôn. Lốp con voi. Quay cái đinh đó kìa. Đó. Đó. Cái đinh Việt Nam. Đinh này đinh Việt Nam. Anh em là cần đinh luôn. Hành trình phục dài. Má ngắn luôn. Cái này sơ sơ thôi. Chứ bây giờ không có mang máy này nọ, xịn này nọ quay. Quay điện thoại cho anh em coi, anh em ngắm thôi. Đẹp. Anh Thảo quay cho em đi, em ngồi thử coi. Mua xe không đẹp bằng xe này đâu, chắc chắn. Mua xe xong lại phải mua cái nón nón cào cào cho nó hợp nữa. Lại cái ba lô nữa. Có xe bột thôi. Không dễ lắm. Bây giờ anh lấy nhầm đó đâu mà anh về nha. Anh kêu anh. Mình tiếng nha. Đã rồi đó, vậy vậy thôi, đã rồi đó. Xong rồi cái anh lấy cái chuồng heo của hạt 150 tại vì chuồng heo hạt 150. Giờ cho anh em coi cinematic. Lên cái camera nó khác liền ha. Vô nè. Có thể là sẽ bán ít ít các bạn à. Ít chạy quá à. Bán đổi xe đó chạy quay content mới cho các bạn nó còn sướng hơn ha. Đi leo núi nè. Đi leo núi, đi tour, đi bay cát, vân vân. Nhiều khi anh em coi này thấy khoái hơn đúng không? Mình phải đổi mới chứ. Đi mua đồ ăn về vợ chồng ăn chưa biết ăn gì, chắc mua mấy anh kìa, chưa biết mua cái gì nữa, để coi vợ bên nãy nói ăn cái gì. Chắc là ngày mai mình sẽ chạy xuống Kỳ Chế Mũ để gắn cái đèn vô nè. Mình gắn lại cái đèn để mình về riêng mình bán xe các bạn. Chứ để không có đèn thì nhiều khi cũng bất tiện. Sẽ bà Vin phục với mâm heo dễ bên bà Vin luôn. Để cái xác xe bán cho nó mau. Bán cho nó dễ mọi người. Quý vị anh em xem nha. Mình sẽ qua bên anh Tabu làm cho nó thật là kỹ càng. Thật là xịn sò.
Ăn gì đây? Ăn gì đây? Mình chuyển qua mình chơi cầu cào á, cái phong cách mình nó cũng thay đổi các bạn ha. Ngồi xe thẳng lưng nè, góc nhìn mô tô vlog của mình nó cũng khác nè, thấy chưa? Rất là nhiều cái mới mẻ các bạn cũng thay đổi được gia vị mới. Mong là anh em sẽ ủng hộ nha. Mình ở với nhau cũng 4 năm rồi các bạn. Đúng không? Anh em mình biết nhau cũng 4 năm trời rồi. Thay đổi mà nó tốt hơn thì cũng ok hơn. Vì lý do là bây giờ tốc độ mà kiểu để mà mình trải nghiệm á, mình thấy nó cũng ok rồi, cũng đủ rồi. Giờ mình có vợ rồi cho nên thiệt sự là nó cũng thay đổi nhiều cái suy nghĩ của mình đó. Mình đi tiếp với nhau nha mọi người. Tại vì cuối tháng là anh Hayden anh sẽ lấy xe cho nên cũng không cần chạy thử làm gì. Mình về mình cũng độ máy, khi nào độ máy thì mình sẽ review cái quá trình độ rồi cảm giác lái lúc mà độ máy xong á, nó sẽ phấn khích hơn. Tại vì bây giờ xe Jin nó cũng có 155 mà y chang xe Ed vậy á, cho nên cái độ phê của nó cũng sẽ không có đáp ứng được cho mình với anh Hải. Anh em đợi nha, rồi cũng sẽ xong thôi mọi người à. Biết ăn cái gì đây nè, sáng giờ có mưa xong rồi hết, mưa xong rồi hết thì cũng chưa biết. Mở lắm, mấy quán ăn mà mình ưa ăn á chưa mở lại nên cũng chưa có nhiều món để mà ăn lắm. Một phần bây giờ đi làm xe cũng hơi bất tiện là xe Grab cũng chưa có chạy lại được, chưa có chở khách á. Mà thử là giờ mình đi để xe một cái thì cũng không có, cũng không biết là phải chạy cái gì về nữa. Mấy anh công an, mấy anh di chuyển không, mấy anh biết mấy anh ấy đi có đi theo mình không nữa. Chứ không, mấy anh cũng không quan tâm lắm. Mà mình ship á, đợi ship mua đồ rồi chạy qua nữa mất công đó, bên thôi bên trở về luôn. Coi vợ cái vợ bên có chọn máu được chưa, đợi bên xíu nha. Hồi xưa này là cái điểm tim nè, cũng bò vợ bên thì kêu đại, bên sẽ chọn bò. Mang là thấy rồi.
thì tiệm bún bò ở nằm ở bên mặt bên phải, mình đi thẳng là mình thấy hoành đầu, đối diện cũng full mấy ảnh luôn kìa. Rồi ra trước rồi, là bắt nè, bắt hai nè, bắt hai nè, bắt hai nè, hai nè đó, tiếp vision nè. Bữa giờ một ngày một clip à, anh em coi anh em có thấy thích không? Anh em coi anh em có thấy đã không? Vinh dựng có thấy đã lắm á. Có mình Vinh làm mà phê. Video. Hai tô, một tô không giò, ít bún. Giò lấy em giò nạc nha người đẹp. Đây là 125. 155. Thua. Còn đúng 1 tờ.